Thưa quý vị, hôm vừa rồi Tử Thông có ngồi với một anh sinh năm 1977 tuổi Đinh Tị, và anh thắc mắc là trong năm 2025 ấy là anh 49 tuổi. Năm nay thì anh vẫn làm ăn được. Anh bảo là sang năm ấy thì thấy các cụ bảo là tuổi 49, hạn 49. Đấy. Thì liệu có gặp cái hung họa gì không? Và làm cách nào để hóa giải được? Chủ đề này thì Tử Thông thấy nó rất là hay. Tại vì mọi người đều rất sợ cái hạn 49 năm 3. Các cụ nói rằng gì? 49 chưa qua, 53 đã đến. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái hạn 49 năm 3 trong 2025 nhé, 2025. Đó, 2025. Đấy. Nói chung là các bác ấy lo quá xa, nhưng mà đó cũng là một cái điều chính đáng mà, đúng không? Ai cũng muốn là gì? Muốn biết trước tương lai của mình, và ai cũng muốn là mình sẽ chủ động hơn trong cái việc nắm bắt cái số mệnh. Đấy. Vậy nên là gì? Trong cái thời gian tới thì cái hạn 49-53 nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào, đặc biệt là trong 2025 năm Bất Tỵ, và hơn nữa là nó sẽ rơi vào những tuổi nào, đúng không? Thì trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì chúng ta sẽ có 2 tuổi bị cái hạn 49-53. Cái hạn 53 thì nó sẽ rơi vào những người tuổi Quý Sửu, đúng không ạ? Quý Sửu là 1973. Còn cái hạn 49 nó sẽ rơi vào những người là 1977 Đinh Tỵ, đúng không ạ? 77, đó. Đó, 1977 và 1973. Theo các cụ nói là cái hạn 49-53 thì nó sẽ rất là nguy hiểm, đúng không ạ? 49 chưa qua, 53 đã đến. Thậm chí là gì? Các cụ cho rằng là những cái hạn này thì nó có thể dẫn đến là cái vong mạng. Vậy thì cái nguyên nhân do đâu? Theo quan niệm của dân gian, chúng ta có 12 con giáp, đúng không ạ? Và mỗi năm thì tương ứng với một con giáp nó cai quản, và năm 2025 nó là năm Bất Tỵ thì là đến năm Tỵ, đúng không ạ? Và theo quan niệm dân gian ấy, thì mỗi người đều phải trải qua một cái vận hạn nhất định trong cuộc đời. Mỗi khi mà cái sao Thái Tuế nó đến đấy, thì nó cũng sẽ đem đến những cái bất lợi nhất định, và nó cũng sẽ giúp cho một vài cái con giáp được hợp với Thái Tuế nó cũng sẽ may mắn và thành công. Khi mà trải qua đại hạn thì chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và nếu mà chúng ta biết nắm bắt cơ hội thì cũng dễ có cơ hội trở nên giàu có. Thưa quý vị, nói chung ấy, nhiều người vẫn tin rằng thông thường vào những cái năm hạn thì sẽ gặp những cái chuyện không may, thậm chí là gì? Là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ cái thời điểm nào trong cuộc đời thì đều gặp phải cái vận xui như vậy. Đấy. Nhưng mà xét về hai cái tuổi phạm vào cái tuổi 49-53 ấy, đấy, thì người ta nói đây là cái hạn nặng nhất của cuộc đời người. Nên là gì? Quý vị cũng không nên xem thường nhá. Tuy nó chỉ là cái lời nói, nhưng mà quý vị cũng cần phải hết sức cẩn trọng. Kẻo lại gì, mỗi khi lại vướng phải cái vận hạn gì đó, hoặc là gặp cái sự cố gì đó trong cuộc đời, mọi người lại lấy cái 49-53 ra để mà ứng vào các bạn. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét nhá, 49 chưa qua, 53 đã tới thì nó là gì? Đấy. Thưa quý vị, quý vị đã biết ấy, nói chung là đã là người Việt Nam thì tôi chắc chắn rằng hầu hết là ai cũng đều nghe câu nói là 49 chưa qua, 53 đã đến. Thì đây là cái câu nói để ám chỉ cái tuổi hạn đấy của mỗi con người. Tức là vào mỗi cái năm nhất định, khi nào đó mà khi các bạn bước sang tuổi 49 hay là tuổi 53 thì sẽ gặp không ít những cái xui xẻo, những cái vận xấu, thậm chí là gì, còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vậy thì vì sao lại có quan niệm về cái tuổi này? Đó. Thưa quý vị, thì từ xưa đến nay hễ nghe đến cái tuổi hạn là người ta nghĩ ngay đến những cái điểm xấu, nghĩ ngay đến những cái điều không may mắn. Vì thực tế theo nghĩa Hán Việt thì cái hạn là một cái vùng nguy hiểm. Những tuổi hạn thì cũng chỉ là để đánh dấu cái sự kết thúc của một quá trình, nhưng mà có thể lại mở đầu một cái quá trình khác. Nó không có hoàn toàn tốt hoặc là gì hoàn toàn xấu, nhưng mà thường xen kẽ những cái vận rủi và vận may, những cơ hội lớn cũng như là gì cái vận rủi ro lớn. Trên thực tế thì mọi người vẫn rất sợ là hạn, đúng không ạ? Đặc biệt là gì, những cái hạn kiểu diệu như là hạn La Hầu, Kế Đô, Thiên La, Địa Võng, Thái Bạch, Thái Dương, vân vân. Thì đầu tiên nhá, chúng ta cùng xét về cái tuổi 49-53 xem là vận hạn như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ xét về cái tuổi 1977 và cái tuổi 1973 trong cái năm 2025 xem là vì sao lại phải chú ý cái hạn 49-53. Đấy. Và sau đây là một số cái lời giải thích về cái tuổi 49-53 để cho quý vị biết, đúng không? Thứ nhất là gì, 49-53 thì đầu tiên chúng ta xét về cái tuổi 49, đúng không ạ? Chúng ta có 4 cộng 9 là 13, đúng không ạ? Bằng 13 thì 1 cộng 3 bằng 4. Đấy. Thì nó tương ứng với nam thì gặp sao Thái Bạch, nữ thì gặp sao Thái Âm. Đó. Và khi cộng dồn 53, chúng ta có 5 cộng 3 là
8 đúng không ạ? Tương ứng với gặp cái sao Thái Bạch. Đấy, nam gặp sao Thái Âm. Nói chung ấy, mà Thái thì là quá, Bạch thì là trắng, nó chủ về tang chế, tai nạn về xương cốt. Âm là tối, có nghĩa là đen tối, nó chủ về cái chuyện là tai nạn, ốm đau, bệnh tật, dao kéo hoặc là tai nạn trong nước. Đấy. À, cách lý giải thứ hai là chúng ta biết ấy, trong cái mối quan hệ thiên can địa chi, chúng ta có 12 con giáp. Thì khởi một tuổi thì mang cái sao Thái Tuế, cứ theo đó mà lặp đi lặp lại. Đó. Và các năm hạn tuổi của các bạn được chia làm như sau này. Ví dụ có 12 năm thì chúng ta sẽ dư 1 đúng không ạ? Như vậy cái hạn là gì? Vào lúc 13 tuổi, 25 tuổi, 37 tuổi, 49 tuổi, đó, 61 tuổi và 73 tuổi thì sẽ gặp cái hạn Thái Tuế. Mà Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Nó mang lại cái chuyện khẩu thiệt thị phi, hao tốn về tiền của, gây ra chuyện tang chế. Đó. Và trước Thái Tuế thì có sao Thiên Không, và sau Thái Tuế thì có cái Quan Sách. Nói chung hai sao này nó đều không có lợi. Đó. Vì vậy nên là gì, trong năm ấy, để hóa giải ấy, cái hạn Thái Tuế thì quý vị hãy luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để hóa giải, giúp cho vận trình của quý vị được hanh thông hơn, thuận lợi hơn, và trong năm gặp nhiều cái sự may mắn bình an. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái vận may, tài lộc, tiền bạc đến với mình nhé. Thì ngoài ra các cụ cũng có cách giải thích là gì, theo cái quá trình tạo hóa thai nghén ấy, thì con người theo đã theo chu kỳ gì 7 7 4 9, theo đó các mốc là như 7 giờ 7 ngày 7 tuần 7 tháng 7 năm thì đều đánh dấu cái sự thay đổi quan trọng. Cụ thể là gì? 7 năm thứ nhất là phát triển chiều ngang, 7 năm thứ hai là phát triển chiều cao, 7 năm thứ ba là phát dục, và 7 năm thứ tư là phát triển về cơ bắp. Đó. 7 năm thứ năm là phát triển về trí tuệ, 7 năm thứ sáu là phát triển toàn diện, 7 năm thứ bảy là dừng lại. Đó. Mà 7 7 4 9 sẽ gì? Hết một cái chu kỳ, hết chu kỳ này sẽ đến một cái chu kỳ khác. Đó. Thì sẽ là gì? Cái hạn 4 9 5 3 có thể sẽ dễ bị diệt vong. Cũng có thể sẽ phát sinh cái chu kỳ tiếp theo. Đó là cái sự sinh. Còn xét theo cái sự tử ấy, thì khi con người mất đi thì cũng theo quy luật tạo hóa, cái gì sinh trước thì cũng sẽ mất trước, cái gì sinh sau thì sẽ mất sau. Do đó người ta có lễ tứ cửu là 49 ngày. Còn theo cái quy luật ấy, thì hết vòng 4 9 5 3 thì mọi sự lại tốt đẹp và hồi xuân. Đấy. Vậy thì chúng ta cùng xét về hai con giáp hạn 4 9 5 3 xem là tốt xấu ra sao, cát hùng thế nào nhé. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Đinh Tỵ là hạn 49 trước. Những người tuổi Đinh Tỵ thì trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì gặp cục diện là gì? Bị chính Thái Tuế. Vậy nên bị Thái Tuế ấy ăn ngữ, nên là công việc làm ăn thì có nhiều cái biến động, tài lộc thì bị giảm sút, tiền kiếm được thì cũng khó hơn trước rất là nhiều, gia đạo thì trục trặc, sức khỏe thì bị giảm sút. Mà các cụ nói là gì? Thái Tuế đương đổ tọa, vô hủy át hữu họa. Những cái tai họa, những cái tai ương có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Vậy nên là khiến cho quý vị cũng đôi khi ấy, cũng phải hết sức là gì? Cẩn thận, kẻo lại gặp những cái sự cố đáng tiếc đó xảy ra, khiến cho quý vị không thể kiểm soát được cái tình hình. Bên cạnh đó thì với năm mệnh tuổi 49 ấy, tuổi Đinh Tỵ 1997 ấy, thì lại gặp cái hạn nữa là cái sao Thái Bạch. Mà các cụ nói là gì? Thái Bạch thì quét sạch cửa nhà. Nói chung cái sao Thái Bạch nó là một cái hung tinh, nó là một cái ác tinh, nó là cái đệ nhất hung tinh trong cái hệ thống cửu diệu. Trong năm mà gặp cái sao Thái Bạch nó chiếu mệnh thì nó sẽ gây ra hao tốn tiền bạc. Những người tuổi Đinh Tỵ nam mạng thì có thể gì? Tiêu tốn tiền bạc cho cái chuyện của con cái hoặc là cho nhà cửa rất nhiều, mất rất nhiều tiền bạc, đôi khi mất cho cả sức khỏe bản thân nữa. Cái sao này nó xấu nhất vào 3 tháng là tháng 2, tháng 5, tháng 8. Vì vậy trong 3 tháng, tháng 2, tháng 5, tháng 8 lịch năm 2025 ấy, thì quý vị cần phải cẩn thận nhé. Chú ý trong vấn đề đi lại, kẻo bị chấn thương. Trong năm thì gia đạo cũng bị ảnh hưởng của cái sao này. Đấy. Dẫn đến chuyện là gia đạo dễ bị lục đục. Làm người lớn trong nhà thì quý vị hãy gì? Hóa giải, khuyên nhủ con cháu để giữ cái hòa khí. Thì ngoài cái sao Thái Bạch thì năm mệnh còn gặp cái hạn nữa, nó gọi là cái hạn toán tận. Đấy. Các cụ nói là gì? Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Cái hạn này nó chủ về tiền bạc, cẩn thận về chuyện hao tài và trúng độc. Cái hạn này như quý vị đã biết ấy, nó rất kỵ với nam giới, nó thường xảy ra những cái tai nạn đột ngột bất khả kháng, cũng rất có thể đề phòng được. Thì đây cũng là một cái đại hạn lớn, gây ra những thiệt hại nặng về tiền bạc và tài sản. Sức khỏe trong năm thì bị giảm sút nghiêm trọng. Các bạn cũng cần phải chú ý hơn. Đó. Nói chung ấy, trong thời gian này thì để gia tăng thêm cái may mắn cho mình và hóa giải những cái hung tinh ấy,
do cái hạn là so thái bạch và cái hạn toán tận nó gây ra ấy, thì những người tuổi 1977 đinh tỵ, các bạn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo để mà hóa giải. Minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó làm bằng bạc đúng không ạ? Trên sáu cạnh nó có lục tự đại minh chú, mặt trước mặt sau nó cái biểu tượng của Phật giáo là cái bông hoa sen cũng như là các hoa văn của Đức Phật đó. Và ở giữa nó có một viên cầu pha lê. Ở trong viên cầu pha lê nó có chứa cái chú là Bát Nhã Tâm Kinh. Đấy, đây là một cái thần chú giúp chúng ta tịnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ. Từ đó sẽ giúp cho quý vị đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống. Và đặc biệt cái minh quan pháp bảo nó là một cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải những vận hạn của năm, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái minh quan pháp bảo mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho mình nhé. Minh quan pháp bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Thưa quý vị, bên cạnh nam mệnh thì chúng ta cùng xét về nữ mệnh nhé. Nữ mệnh thì may mắn hơn nam mệnh là trong cái năm 2025 ấy được gặp được cái sao Thái Âm. Đấy, một sao Thái Âm quý vị biết nó là cái sao tốt, nó hóa khí là tài bạch và phú quý. Đấy, nó chủ với cung điền trạch. Nói chung ấy, những người nữ mệnh tuổi đinh tỵ thì cũng sẽ vượng tài hơn, tiền tài thì sẽ nhiều hơn. Đấy, sao Thái Âm nó là cái cát tinh. Đấy, nó rất tốt cho phụ nữ. Trong thời gian này quý vị cũng dễ được quý nhân nữ tương trợ giúp đỡ. Và quý vị cũng sẽ được nhiều cái cát tinh, làm ăn thì phát đạt, mọi chuyện thì hanh thông. Đặc biệt là gì? Nó tốt nhất vào cái tháng 9 âm lịch. Còn xét về cái năm hạn thì những người tuổi đinh tỵ 49 tuổi gặp cái hạn năm là cái hạn huỳnh tuyền. Đó. Các cụ nói là gì? Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Cái hạn huỳnh tuyền nó là một cái hạn xấu. Gặp phải cái hạn này thì thường xuyên xảy ra các chứng nhiệt đau đầu chóng mặt, hay là gì? Ngộ độc mà không rõ được nguyên nhân. Nói chung ấy, về vận trình công danh sự nghiệp thì trong năm những người tuổi đinh tỵ nữ mạng gặp cái hạn huỳnh tuyền thì sẽ gặp nguy hiểm và dễ gặp thất bại trong các hoạt động kinh doanh hay là công việc. Bên cạnh đó, họ không nên dính líu đến các vấn đề về pháp lý, đặc biệt là làm chứng hay là đảm bảo cho người khác, vì cái điều này có thể dẫn đến những cái hệ quả khó lường, nguy hiểm. Đấy, cái hạn này nó cũng cảnh báo là cái nguy cơ gặp tai nạn liên quan đến nước. Vì vậy, quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé, hết sức lưu ý. Đó. Và để hóa giải cái hạn huỳnh tuyền ấy và tăng cường cái cát tinh do sao thủy diệu nó mang lại, thì những người tuổi đinh tỵ 1977 nữ mạng ấy, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy là vạn phúc chi nhân. Cái vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc đấy, và trên nó có hình chữ vạn của nhà Phật mà sau là chữ phúc đúng không ạ, tượng trưng cho gì? Vạn điều may mắn, vạn sự cát lành, phúc lộc bình an. Đó, phía dưới là một cái viên đá ruby. Quý vị đã biết đấy, cái đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy, nó được làm trong trang sức phong thủy cao cấp đấy. Đây là một cái loại đá mang cái năng lượng dương rất là cao. Khi mang theo bên mình thì nó cũng sẽ giúp cho tăng cường cái năng lượng dương đấy, hóa giải những cái âm khí, mang lại cái may mắn, cát lợi về tài lộc cho quý vị. Cái vạn phúc chi nhân cũng là một cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải những vận hạn xấu của năm. Đối với nữ mệnh, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Vạn phúc chi nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi đinh tỵ 1977 nữ mạng nhé. Thưa quý vị, đó là cái tuổi đầu tiên là tuổi hạn 49, đúng không ạ? Là tuổi 1977 đinh tỵ. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi gặp hạn 53. 53 thì chúng ta có cái tuổi là 1973 là tuổi Quý Sửu, đúng không ạ? Quý Sửu, các cụ nói câu có câu là gì? 49 chưa qua, 53 đã đến. Thì xét về cái năm 2025 với tuổi Quý Sửu ấy, thì đây là một cái tuổi cực kỳ may mắn, được cục diện là tam hợp với Thái Tuế là Tỵ Dậu Sửu nó ghé thăm. Thì đây cũng là một cái năm khá là lý tưởng cho những ai mà đang nỗ lực hết mình tìm kiếm những cơ hội làm ăn lớn. Đấy, có dấu hiệu thăng tiến, thăng chức, tăng lương rõ rệt, tiền bạc thì ngày càng một sinh sôi nảy nở. Thì đây là một năm cực kỳ may mắn được Thái Tuế tương trợ. Vậy nên là những người tuổi Quý Sửu 1973, các bạn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, giúp các bạn có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Đó, các bạn liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi 1973. Thì xét về nam mạng 1973
Thì năm nay là 53 tuổi, gặp cái sao hạn là cái sao Thái Âm. Sao Thái Âm thì Thái Âm nó là một cái sao tốt, hóa khí của nó là phú quý và tài bạch, nó chủ về cung điển trạch. Tiền tài của sao Thái Âm mang lại nó có được là do cái sự tích lũy dần, một đời tiền bạc thì ổn định. Cái sao Thái Âm nó thuộc hành thủy đấy, nó tốt cho phụ nữ. Nói chung ấy, nam giới mà được sao Thái Âm chiếu mệnh thì cũng sẽ được bạn bè quý nhân nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là về mặt tiền bạc. Vậy nên cái sao Thái Âm nó còn được gọi là một cái tài tinh. Những người tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng trong năm ấy thì làm ăn phát đạt, mọi chuyện thì hanh thông đấy. Tuy nhiên những cái người mà gặp cái sao này thì cần phải để ý về cái tháng 11, đặc biệt là bệnh tật nhé. Bên cạnh đó, những người tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng thì xét về cái hạn năm ấy thì lại gặp cái hạn Diêm Vương. Cái hạn này nó gây ra sự bất lợi lớn nhất đối với những người thuộc phái nữ, nhưng mà nam mệnh thì vẫn bị xấu nhất định, đúng không ạ? Vậy nên là gì? Quý vị cần phải hết sức cẩn thận trong việc liên quan đến giấy tờ, ký cá, pháp luật, kéo lại rước họa vào thân. Thì ngoài ra, nam mạng tuổi Quý Sửu trong thời gian này cũng dễ gặp phải những cái tai bay vạ gió, hoặc là gì? Những cái bệnh tật lâu ngày khó khỏi. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình và hóa giải những cái vận hạn của năm do cái hạn 49-53 gây ra, cũng như là gì? Cái hạn hình tuyền, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo để mà hóa giải, để mà giúp cho vận trình của mình được thuận lợi hanh thông. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 nhé, để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Còn xét về nữ mệnh, sinh năm 1973, Quý Sửu nữ mạng, thì năm 2025 năm Mất Tỵ thì quý vị gặp cái hạn năm, cái hạn là cái hạn 53. Hạn 53 ấy, năm 3 thì sẽ gặp cái sao, sao hạn là cái sao Thái Bạch. Thái Bạch thì quý vị biết đấy, nó là một cái hung tinh. Đấy. Các cụ nói là gì? Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Nó chủ yếu nó gây ra cái hao tổn về tiền bạc, về cái tài lộc. Trong năm quý vị làm ăn thì dễ thất bát, dễ bị thất thu hoặc là bị kẻ xấu lừa gạt mà mất đi tiền của. Đấy. Trong năm 2025 năm Mất Tỵ thì quý vị dễ bị hao tốn về tiền bạc. Những người tuổi Quý Sửu nữ mạng cần phải gì? Có thể là bị tiêu tốn nhiều tiền cho cái công chuyện của gia đình, hoặc là gì, cho chính cái sức khỏe của bản thân. Nói chung cái sao này nó xấu nhất vào 3 tháng, tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Thì trong 3 tháng này các bạn cần phải cẩn thận đề phòng bị chấn thương. Gia đạo thì cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cái sao Thái Bạch ấy, nó làm cho lục đục. Người lớn tuổi trong nhà, là người lớn tuổi trong nhà thì quý vị cần phải giữ hòa khí nhá, bình tâm. Thưa quý vị, bên cạnh cái sao Thái Bạch thì những người nữ mệnh tuổi 73 Quý Sửu ấy thì gặp cái hạn là cái hạn Thiên La. Các cụ có câu là gì? Thiên La hạn ấy quấy kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Thiên La họa phải lao đao, dẫu khỏi bệnh tật họa trao phải phòng. Như vậy là gì? Cái hạn Thiên La nó cũng là một cái hạn xấu trong phong thủy. Nó có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đến tâm lý và đến tình cảm cũng như là sự nghiệp của những người tuổi Quý Sửu 1973 nữ mạng. Năm 2025 năm Mất Tỵ thì những người tuổi Quý Sửu nữ mạng thường cảm thấy mệt mỏi, đau nhức và mắc những cái bệnh lạ. Dù đã cố gắng điều trị nhưng mà ấy, vẫn khó khỏi. Quý vị dễ bị trầm cảm, trầm lắng, lo lắng, mất ngủ hay là mơ thấy ác mộng. Để hạn chế những ảnh hưởng xấu do cái hung niên này gây ra thì những người tuổi Quý Sửu nữ mệnh hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó làm bằng bạc ấy, mặt trước có hình chữ vạn, mặt sau là hình chữ phúc, đúng không ạ? Vạn điều may mắn, phúc lộc dồi dào. Bên cạnh đó phía dưới là một cái viên đá ruby. Đá ruby quý vị biết là một cái loại đá quý trong phong thủy, nó được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp, giúp quý vị gì tăng cường cái năng lượng dương và hóa giải những cái âm khí, những cái sát khí. Đặc biệt là nó sẽ giúp hóa giải cái vận hạn do sao Thái Bạch và cái hạn Thiên La nó gây ra. Giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cũng như là hóa giải mọi vận hạn xấu trong năm đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái hạn 4953 trong năm 2025 năm Mất Tỵ. Thì quý vị biết ấy, mỗi một cái vận hạn thì cũng là một cái bước đệm, là một bước ngoặt để chúng ta có thể vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên thành công hơn. Cái hạn 4953 cũng vậy. Nói chung ấy, những người tuổi hạn 53 năm nay là những người tuổi Quý Sửu thì lại được quý nhân Thái Tuế tương trợ giúp đỡ, vậy nên là cũng sẽ may mắn hơn. Đấy, dễ có được cái phúc lộc dồi dào, dễ có được cái may mắn bình an trong năm.
đặc biệt là gì, nam mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 ấy, thì lại dễ trở nên giàu có sau một đêm trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ. Như vậy quý vị thấy đấy, 4953 nó là cái hạn nhưng mà chưa chắc đã xấu, nó vẫn ẩn chứa những cái cát tinh, những điều cát lợi ở trong đó. Chỉ cần quý vị biết nắm bắt cái vận mệnh của mình và không buông bỏ, không buông lơi, thì chắc chắn quý vị cũng sẽ vượt qua được cái hạn 4953 một cách là ngoạn mục đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.